Ôi, dễ luôn. Gì mà? Ủa, cấm đầu. Không, mấy cái này cái dây nó thôi. Dạ, chỉ có bẻ mấy củ lớn thôi. Bẻ củ bự thôi. Đó. Thơm à. Ngon. Nó có gì rồi, người ta sẽ cho là gừng. Đúng rồi, có chỗ cái phần khoai mì á là có gừng. Dạ, đúng rồi, nó có gừng. Cho nên là bà con ăn là đảm bảo là sẽ ấm lòng. Dạ. Rất là ngon. Xin chào các bạn, mình là Ánh, các bạn đang xem kênh của Ánh Cua. Thì những clip trước là Ánh Cua có chia sẻ với các bạn là phát trứng đến cho các bếp ăn thiện nguyện. Thì ngày hôm nay vẫn là chương trình phát thực phẩm đến các bếp ăn, nhưng mà không phải là phát trứng các bạn. Thì hiện tại thì Ánh Cua đang ở Củ Chi. Ngày hôm nay là mình sẽ tới lò bánh ở Củ Chi. Thì trước đây Ánh Cua cũng đã quay chắc cũng phải hơn một năm rồi á, là cũng đã quay lò bánh khoai mì, bánh ít khoai mì. Thì mình có đặt 4.000 bánh để gửi đến cho mọi người khi mà tới bếp ăn á. Thì ngày hôm nay thì rất là vui khi có em Trúc Nhi đồng hành cùng với Ánh Cua. Sáng nay là dậy rất là sớm, 6 giờ rưỡi đi từ quận 10 ra đây là chắc cũng phải một tiếng đồng hồ. Thì Trúc Nhi cũng có một kênh YouTube Trương Lê Trương Trúc Nhi, chuyên review văn hóa ẩm thực du lịch. Còn gì nữa? Văn hóa du lịch ẩm thực. Và các bạn, Trúc Nhi là cũng là biên tập viên MC của, hình như là chị có coi trên Đài Cần Thơ, hình như là em có là dẫn bản tin đúng không? Dạ đúng rồi, dạo gần đây thì em có nhận dẫn bản tin cho Đài Truyền hình Cần Thơ đó chị. Ồ, rất là giỏi luôn. Các bạn nếu mà yêu thích Lê Trương Trúc Nhi thì có thể là follow kênh YouTube của em Nhi nha. Mình để cái kênh của Trúc Nhi ở phía bên này. Bây giờ là mình sẽ vô bên trong để coi công tác chuẩn bị những cái nguyên liệu để gói bánh. Đường vào lò bánh rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng. Mình tính đâu là đang về miền Tây vậy đó. Bữa nay là có mẹ của Quỳnh Camera tới đây nữa, giới thiệu với các bạn. Đây, bác Sáu. Thì trước đây là cũng có lên trên kênh Ánh Cua rồi. Hiện tại là có 4 cái nồi hấp cách thủy nè. Thơm mùi lá chuối quá trời luôn á. Một cái này nặng cỡ bao nhiêu ta? Chắc cỡ 200 gram. Cái bánh này bây giờ là đi bán cho người ta, đi giao mối. Còn cái bánh mà Ánh đặt á, là ngày mai là phi nay á, là bác Sáu mới gói. Là sáng ngày mai á, khi mà Ánh tới đây lấy á, là bánh nóng nguyên vậy. Nếu mà vậy mà chuẩn bị mà mài cũ này gói á, là 12 giờ. 12 giờ đêm á. Thì thức dậy rồi mài cũ, xong rồi vắt nước, rồi trộn bột, rồi cái khâu mà chuẩn bị gói, xong rồi hấp. Là nó qua cái thời gian nó dài lắm. Mình hấp á, cái mà mình hấp á là 45 phút. Làm ví dụ như mình đặt là 2.000 cái là phải bao nhiêu đợt vậy nó mới đủ cái số lượng mà mình hấp đặt. Vậy bây giờ là cái số lượng bánh này giao mối là cái này là bao nhiêu bánh gì? Hiện tại nhiêu đây á, như đây là 450. 450. Cái bánh á là mình phải để cho nó nguội, xong rồi mình chát vô là mình không có được để mà cho nó sát quá nó bị nhẹp bánh. Đúng rồi. Nên cái bánh của mình là mình phải chắc cho nó xốp lên rồi mình vận chuyển. Cái vận chuyển á là nó nhiều lắm. Nếu mà 2.000 máy bánh là anh có thể là quy một xe luôn. Dạ đúng rồi, thì xe tải. Bác Sáu có chuẩn bị hùng để tới chừng đó mình vô hùng mình chở đi. Bây giờ là bác Sáu đem số bánh này để giao cho mối nha các bạn.
À, các bạn ơi, này là bác Sáu chuẩn bị tính đâu là mấy chị em vô trong này chưa ăn sáng. Thì chuẩn bị những món đặc sản Củ Chi nè, củ mì hấp nước dừa, rồi bánh đúc, rồi bánh tằm khoai mì, rồi có một ít bánh ít nhân dừa và nhân đậu luôn. Có mít nữa nè, có trái cây nữa nè. Cây nhà lá dường đó, mời cả nhà nha. Wow. Đây, cái này có màu xanh với màu trắng. Màu xanh là hình như là lá dứa đúng không bác Sáu? Ồ thơm á. Này muối mè nè, mình chấm với muối mè. Thơm. Dẻo à, thơm à. Cái dừa bào nè. Nhưng mà Trúc Nhi đã ăn rồi mà đúng không? Dạ. Ăn thử cái này đi. Này bánh đúc. Bánh đúc là có cái nước, cái này là nước đường. Nước đường lá dứa. Dạ. Có mè nữa nè. Mà cả nhà nha. Trời ơi, dẻo quá trời dẻo luôn, dính nè. Lấy không lên luôn. Siêu thích món này. Chấm cho nhiều cho nhiều nó ăn. Dạ. À nhiều luôn hả, cắm ngập luôn hả? Như vậy thì nó sẽ chảy ra ngoài. Sao chị? Cái bánh nó thơm mùi lá dứa. Ngon quá, thơm quá thơm. Dạ ngon. Dạ ngon. Ngon lắm. Mà sao con thấy nó có độ giòn giòn nhá. Đúng rồi, nhai vô nó giòn giòn. Mình nhìn nó giống như là nó dai nhưng mà ăn vô thì nó giòn giòn. Cái này là cái màu xanh là từ lá dứa tươi, chứ không có phẩm màu gì hết. Nè, bên đây cũng vậy. Nhưng mà ăn cái món này á phải có cái nước đường, thì cái bánh này nó không có gia vị gì hết trơn á. Nhưng mà mình phải chấm ngập á chị ha. Nếu mà chấm ít quá thì nghe nó là nó có bị lạc á, nó hơi lạc. Ít quá. Cái miếng này bị đứt ngang rồi. Ăn này bị dính đó nha. Ăn thử khoai mì. Khoai mì bóng lưỡng luôn. Khoai mì củ này ngon nè. Nó nhỏ nhỏ. Nó không quá bự. Nhi ăn thử coi. Dạ. Về Củ Chi là phải ăn củ mì. Cái này đâu có cần phải chấm gì đâu phải không chị? Em muốn chấm muối mè chấm nè. Sao ăn củ mì nghe mùi mít nè. Dẻo. Thơm. Nó ngọt. Béo. Ngọt tự nhiên. Không có ngọt lắm. Nhưng mà nó béo, nó bị nước cốt dừa nè. Cái củ khoai mì mà bự á là làm bánh là người ta mài ra, còn cái củ nhỏ nhỏ này nè hấp là ngon. Chứ nếu mà củ nhỏ này mà bào ra thì nó mất thời gian, với lại là cái giá thành của cái củ mì nhỏ này chắc là cao hơn là cái khoai mì lớn. Cái củ khoai mì nhỏ này như bác Sáu nói là giá gấp 3 lần cái củ khoai mì lớn luôn. Cho nên là cái củ khoai mì này người ta hấp ăn chứ người ta không có lấy để bào. Bây giờ là Ánh Cua và Nhi sẽ ăn thử một cái bánh tại lò luôn nha các bạn. Trời ơi, lá chuối thơm quá. Đó. Cái bánh của Ánh Cua đặt thì nó cũng sẽ như thế này. Thơm quá. Mời cả nhà nha. Rồi, dính nhân dừa. Là do chị Ánh thích mè đúng không? Dương lậu. Đậu. Đúng không? Ở bên ngoài này là cái mì bào. Đúng rồi. Rất là dẻo nha. Ủa, em nghe có mùi, nghe mùi giống mùi gừng hả chị ha? Cái mì... Trong nhân đậu á. Ngon. Dẻo nhẹo luôn. Nhưng mà buổi sáng mà mình ăn một cái này, uống ly cà phê nữa là xong buổi sáng. Một cái này ở ngoài bán là 5 ngàn.
Vậy mà trong nó không có bị ngọt gắt các bạn ơi. Nhưng đậu nó không có ngọt, nhưng mà nhân dừa nó sẽ ngọt chút xíu. Cho nên là chính vì điều đó cho nên là anh cua đặt nhân đậu thôi để cho mọi người ăn. Tại vì bây giờ mình thấy đa số là người lớn tuổi á kiêng ăn ngọt. Còn nhân dừa này này nó hơi ngọt chút xíu. Tùy theo ý thích nữa. Ngon quá. Chào chú nha. Đây, cái vườn khoai mì này bao nhiêu lâu rồi mình mới nhổ được vậy bác? 7-8 tháng rồi. 7-8 tháng. Vườn khoai mì. Công đoạn làm bánh các bạn không có dễ dàng đâu, rất là cực nha. Ồ, cái bụi này được mấy củ đây? Nó bị gãy rồi. Bị gãy ở dưới rồi, 1, 2, 3, 4 củ. Đây, đây, đây. Mồi này nó rất là cứng. Dạ. Để chút móc xa. Khoai mì thì sống ở trồng ở đất cằn cỗi khô cằn thì nó vẫn sống. Còn một cái củ nó bị đứt nằm ở dưới cho nên là phải đào lên. Mà cũng phải khéo nha chứ không thôi là bị đứt thêm đoạn. Này đáng là tưới nước tầm rồi mới. Nhưng mà cái này là khoai mì này là 7-8 tháng rồi nè các bạn. 7-8 tháng là nó bự được như đây. Nhưng mà tùy nguyên bụi nó có củ nhỏ, củ bự. Nhi vô chặt khoai mì nè. Cứng. Rồi bẻ đi Nhi. Dạ. Được không? Rồi. Lấy tay bẻ luôn không? Ôi, dễ luôn. Gì mà? Ủa cấm đầu. Không, mấy cái này cái dây nó thôi. Dạ, chỉ có bẻ mấy củ lớn thôi. Bẻ củ bự thôi. Đó. Ủa nhưng mà củ này mình hấp cũng được nè, bác Sáu. Được. Ờ, lấy được, không được. Có củ là bẻ hết đem về làm bánh. Củ khoai mì này mình lấy cái củ ở dưới này rồi cái phần ở trên của nó mình để làm cái gì bác Sáu? Cái hành trên nè. Đâu mình gấp củi mình chụm. Hành củ luôn. Bác Sáu ơi, cái thân khoai mì này giờ mình cắt giống như mình ghim xuống là nó sẽ tự nhảy củ nữa đúng không bác Sáu, hay rồi, là phải lựa chọn? Đó. Giờ mình nhỏ mình trồng lại nó lên như vậy. Dạ. Nó có củ tiếp. Nè Nhi, nè cái thân khoai mì này nè là mình cắt khúc vậy đó, cái xong mình ghim xuống đất là nó sẽ nhảy ra củ. Ủa vậy một chứ không phải là lấy củ để trồng một khúc về, mà lấy một thân để trồng. Trồng một khúc về thôi. Được không Nhi? Cái mình đặt cây mì đây, đưa đây để chặt đây mình đặt cây mì tay. Mình đặt dày lắp đất lên. Dạ. Chừa cái này lên trên đọt. Dày này. Rồi xong rồi bẻ đi Nhi, được rồi đó. Đó thấy chưa, nhẹ nhàng không? Đó, mình phải có nghệ thuật bẻ của mì, phải nghệ thuật bẻ Nhi. Từ từ thôi, đừng có vội. Dạ. Đó đó. Cái này là về Củ Chi trải nghiệm nhổ khoai mì nha. À, cái tiếng là cái tiếng rễ mà nó đứt từ trong đó ra. Ừ, đúng rồi. Wow. Rồi đó. Đó, thấy củ chưa? 1, 2, 3, 4, 5, được 5 củ. Bụi này hơi đều ha.
Rồi, bẻ khoai mì đi Nhi. Bẻ bẻ Nhi. Đi qua bên này hả? Ờ. Thôi lấy dao chặt đi để bẻ kìa. Thôi để cho Nhi bẻ. Đó, thấy chưa? Nó giòn. Thử thách. Được củ này là bự nhất. Chưa cắm xuống. Cái này nhổ này phải đeo vô tay ha. Ừ. Thế là bác sao nói nhiều củ, bác sao thấy là cái biết cái bụi này quá nhiều quá. Đây các bạn, bây giờ là khoai mì này là chuẩn bị cho cái đợt bánh của ánh cua. Cái này lúc hồi nhỏ là nhổ khoai mì lên xong là phải ngâm nước rồi tách vỏ ra. Còn ở đây là nhà lò bánh bác Sáu là bào như thế này luôn để cho nhanh. Chứ cái bữa nay là cái khoai mì này là bao nhiêu ký bác Sáu? 200 mấy chục ký, vậy là cũng là lượng bánh của con đặt luôn đúng không bác Sáu? Dạ, vậy là tổng cái số lượng ngày hôm nay là sẽ là đáp ứng đủ số lượng của ánh cua đặt luôn các bạn. Tại vì 1.000 bánh nó vô là 80 ký. Dạ. 80 ký đến 100 ký tùy theo củ nữa. Dạ. Nãy đầu clip ánh cua có chia sẻ là 4.000 bánh, nhưng mà tại vì do là một số bếp đó các bạn là có mở bán là 24/6, 7/7, cho nên là mình phát trong ngày mai á, thì chỉ có 5 bếp thôi, cho nên là mình đặt số lượng là 2.500 bánh. Tại vì bánh này á, là không có để qua ngày hôm sau được, cho nên là chỉ phát có 5 bếp thôi. Cái củ ha, cái củ mà mình làm bánh á, nó phải bự nhìn, nó phải to nhìn nó mới có bột. Dạ. Chứ nếu mà nhỏ là củ nhỏ mà mình ăn mình hấp ăn nó là nó không có bột. Nhỏ. Làm bánh là phải là cỡ này trở lên ha bác Sáu ha. Dạ. Thì tầm cỡ củ nào là ngon ha bác Sáu? Tất cả củ này là rất là đây cỡ này đó, vừa vừa vậy là ngon nè. Bây giờ là tới công đoạn là mài khoai mì nha các bạn. Ồ, bác Sáu mài là bác Sáu phải chẻ nhỏ ra như vậy ha. Đó, mình ghim nó vậy cho nó đừng có bị cái sơ xuống ha. Mịn luôn. Mình mài xong rồi là mình sẽ dắt bồng cho nó ra nước khoai mì. Ra cái nước. Xong rồi mình ở trộn đường cho mình gói. Bây giờ là gói bánh nhưng mà không phải là bánh của ánh cua nha các bạn. Ngày hôm nay là tới đây là gói bánh là giao cho mối. Cái này là cái số lượng một ngày là mình tùy theo khách đặt. 1.500 có, 1.200 có, 2.000 có. Dạ. 2.000 mấy có nên mình làm biết nó quen. Nhanh, làm nhanh lắm. Lò bánh ở đây là bác Sáu là mười mấy năm hả bác Sáu hả? Nay là mười mấy năm. Hồi xưa là bà ngoại làm. Hồi xưa mài bằng thủ công, không có làm máy móc đâu giờ. Cái này mình phải làm hai tay á cho nó nhanh. Đúng rồi. Nè, hai bên nhưng mà nhiều nhân quá, bác Sáu lỗ. Nhân bự quá bác Sáu lỗ. Ở đây là bánh ít khoai mì này là nhân dừa hay nhân đậu thì cũng bằng giá ha bác Sáu ha? Đúng rồi, nhân dừa nhân đậu cũng bằng giá. Dạ, ở đây bác Sáu là nhận sỉ là bao nhiêu cái thì đặt bao nhiêu bác Sáu mới làm. Tại vì ở đây là lò bánh là không có làm lẻ nha các bạn, không có mua bán một cái hai cái nha. Ở đây mình đặt là như 50 cái, 100 cái. Dạ. Làm gói bánh này tự nhiên mình cảm thấy nhớ ở dưới nhà quá. Thì khi mà ngồi mà gói bánh rồi dắt nhân vậy là phải có dịp là đám tiệc
rồi hoặc là gần Tết, nhưng mà Tết đó thì ở dưới chỉ có gói bánh tét thôi, gói bánh tét thì ảnh cua biết gói nha. Còn cái bánh này thì chưa từng gói, thấy nhiều, nhưng mà mình thấy là bác Sáu cũng gói cũng rất là đơn giản á, chụp bánh. Tại sao mà mình không đặt dừa? Tại vì chủ yếu là phát cho cô chú là người lớn tuổi á, là cũng là kiêng ăn ngọt, cho nên là con quyết định là đặt như đậu thôi. Cái thứ nhất là kiêng ăn ngọt, cái thứ hai là nhiều khi á, cô bác lớn người ta không thích ăn dừa, đa số là thích ăn đậu. Buổi sáng các bạn nha. Ngày hôm qua thì ảnh cua vào lò bánh, thì sáng hôm nay bên lò bánh đã giao bánh tới AK Cà Phê, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi giao cho các bếp ăn. Bây giờ là bánh còn rất là nóng luôn á nha, tại vì đứng ở đây mà hơi bánh ra vừa thơm mùi lá chuối mà vừa cảm thấy cái hơi nóng hừng hực của bánh nữa. Lấy ra thử nha. Wow, nóng hổi luôn. Nhưng mà từ Củ Chi chạy qua tới đây khoảng bao lâu vậy anh? 1.5 tiếng hả? Nhưng mà bánh vẫn còn rất là nóng luôn. Ở đây là mình 2.500 bánh là đã bác Sáu đã phân chia ra hết trơn rồi, giống như là nguyên một cái phần này là 500 nè. Rồi trong kia 500 đã quấn băng keo rồi, ghi số lượng ở trên bánh hết. Rồi bây giờ mình chỉ cần là xuống tới bếp ăn và xuống bánh thôi. Bây giờ thì ảnh cua tới bếp 1 trên đường Lý Thái Tổ các bạn. Ở đây là cũng trùng hợp bây giờ là đúng giờ bà con đang xếp hàng để mua cơm luôn. Thì mình sẽ xuống 500 bánh ở bếp 1 trước. Khỏe chị Phượng? Khỏe. Bây giờ là 10 giờ đúng nhưng mà chưa ra cơm đúng không chị? Mắm chưng thôi, vậy hơi trễ. Mắm chưng hả? Trời ơi, nghe hấp dẫn quá vậy. Mai làm mắm chưng, hơi trễ hơi trễ. Mắm chưng là thịt bằm rồi trứng nữa. Có trứng chị Ánh đó. Có trứng nữa. Trứng của chị Ánh đó, rồi chưa xuống. À, anh Cây ơi. À, bánh ở trong này thôi nè. Ờ, có tiền. Dạ. Chị Phương. Hay đẹp quá à. Mọi người cảm ơn con. Về dạ. Nói chung là ngày hôm nay là ảnh cua mà kéo dài, không phải là mặc áo dài để phát bánh đâu các bạn. Tại vì sáng nay là em chụp hình Tết bên quán cà phê, cho nên là xe bánh tới rồi là nhào lên xe đi luôn. Tại vì để cho kịp là 10 giờ để mọi người tới ăn và phát bánh cho kịp á. Tại vì bánh này ăn trong ngày cho nên là phải chạy gấp qua bên đây luôn. Ok, cảm ơn thay mặt bà con. Cảm ơn ảnh cua, một YouTuber rất là quan tâm mọi người ơi. Mọi người ơi, mình rất là xúc động và không thể tả hết được những lời mà mình muốn nói với lại ảnh cua đâu. Nhưng mà chỉ xin mọi người là hãy cùng theo dõi với lại kênh ảnh cua nhá. Mình rất là mong điều đấy. Cái cảm xúc mà chị Phương mỗi lần mà có những món ăn mà làm về trứng á, gửi hình ảnh cho ảnh cua rất là nhiều, và xem những cái hình ảnh bà con mà tới ăn bữa cơm á, và những phần cơm đầy đặn như vậy á, mình cũng rất là vui và rất là hạnh phúc luôn á. Giống như là mình nhận được một cái điều gì đó rất là lớn trong cuộc sống vậy đó. Rất là vui. Rất là vui, rất là vui. Đúng thế, đúng thế đấy mọi người ạ. Có lẽ là qua như các bạn có thể chưa hình dung được cái niềm vui của mình đâu. Nhưng mà nếu mà khi các bạn tới đây, các bạn nhìn thấy những cái hàng dài người của bà con xếp hàng và thưởng thức những cái bữa ăn như thế này, thì các bạn sẽ
mới cảm nhận được tất cả những cái đầy đủ, những cái yêu thương, những cái trọn vẹn mà người ta đón nhận. Rất là mừng luôn. Bây giờ đây là phần ăn ngày hôm nay có mắm chưng nè. Mắm chưng và của hôm nay là bánh của bên đánh cua tặng bà con luôn. Rất là kịp thời mọi người ạ. Bánh này là mới hấp sáng nay luôn á. À, thế là 12 giờ khuya hồi tối là gói bánh. Ok. Rồi là 4 giờ mấy là hấp nguyên một loạt bánh là 2.500 bánh để phát cho các bếp. Tại vì đúng ra là em dự định là phát tới 8 bếp lận, nhưng mà có 3 bếp là không có hoạt động cùng ngày hôm nay á, cho nên là chỉ còn có 5 bếp thôi. Được bao nhiêu cũng lại là của bà con hết. Dạ. Và rất là vui và cảm động, thực sự là như vậy. Cho tâm sẽ phát cho mọi người ở đây trước. Dạ. Có ở đây rồi bắt đầu sẽ để ngoài bàn ở đây. Dạ. Nha cô ơi, cho con gửi cô bánh đấy cô. Dạ, rồi. Dạ, dạ. Con gửi chú ơi, con gửi chú. Bánh ăn ngon, à, nóng, còn nóng hổi à. Nóng hổi à. Chú ơi, bán dùm tâm đi chú ơi. Cô ơi, con gửi cô bánh nha. Cảm ơn cô. Dạ. Đây, em gửi à. Bỏ cơm hấp vẫn được. Cho nên là có gì mình bỏ cơm hấp, mai mình phát người ta có. Cô tâm dạ, con gửi cô nha. Ở đây rồi, bếp ai đi ngang làm bánh đâu. Bánh ít khoai mì, con ít, rất là dẻo. Thơm à. Ngon. Nó có gì rồi người ta sẽ cho là gừng. Đúng rồi, có trộn cái phần khoai mì á là có gừng. Dạ, đúng rồi, nó có gừng. Cho nên là bà con ăn là đảm bảo là sẽ ấm lòng. Dạ. Rất là ngon. Cái nhân đậu này á là nó có vị hơi mặn mặn. Mặn. Dạ, bùi bùi và thơm và béo béo nhẹ. Đó. Em cũng lựa chọn là có nhân dừa và nhân đậu, nhưng mà em nói thôi nhân đậu đi, tại vì những cô chú lớn tuổi á, nhiều khi kiêng ăn ngọt, cho nên là nhân đậu là tốt nhất. Dạ. Đúng rồi, mà nhân đậu ăn rất là ngon, bùi, ngon, dạ. Béo, dạ. Thơm nữa. Thôi chị Tâm khen là ok rồi đó. Anh cô đang ở bếp ăn nụ cười 2 nha các bạn, ở đây là 170 đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Thì menu của quán ngày hôm nay nè, thịt kho su su, rồi canh bắp cải thịt bằm, chuối, tráng miệng, rồi có mận nữa. Thì rất là vui luôn, vừa mới qua bên đây thì anh cua nghe tin là bên bếp 1 đã phát hết 500 bánh ngày hôm nay rồi các bạn, rất là nhanh. Còn ở bên đây thì tới trễ hơn một chút xíu, nhưng mà chị Vân ở bếp là có chia sẻ là sẽ để bánh ở phía trước, thì bà con đi qua đi lại thì có thể là mỗi người một cái bánh để chia sẻ cùng với mọi người. Và anh cô cũng rất là vui ngày hôm nay là một số bánh của mình cũng sáng nay á là xe bánh tới trễ, thì mình cũng lo là không biết là có phát kịp trong ngày không, nhưng mà rất là vui khi mọi thứ đều rất là ok. Còn bây giờ thì anh cua xin kết thúc video ở đây nha. Với lại là anh cua cũng xin nhấn mạnh là Quỹ Thiện Nguyện Ánh Cua phát thực phẩm đến các bếp ăn, tới những nơi cu mang, trẻ mồ côi nè, người già neo đơn là sẽ không nhận bất cứ nguyên góp nào nha các bạn. Cho nên là mấy ngày gần đây thì cũng có nhiều khán giả, người quen liên hệ, nhưng mà anh cua xin phép là từ chối. Tại vì anh cua quay ở những bếp ăn đó đều có địa chỉ, thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp ở những bếp ăn có địa chỉ, số điện thoại để mình cùng góp thực phẩm nha. Còn mình thì mình có ít thì mình làm ít, có nhiều thì mình làm nhiều, mong các bạn thông cảm. Còn bây giờ thì anh cua xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bữa nay mặc áo dài Tết là hơi bất đắc dĩ nha các bạn, tại vì
đang chụp hình Tết ở AK Cà Phê, cho nên là vì gấp quá và sợ phát không kịp bánh hết cho trong buổi sáng, cho nên là mình phải leo lên xe đi liền, không có thời gian để thay đồ, chứ không phải là mặc áo dài để đi phát bánh nha các bạn. Hơi xu một chút xíu. Bếp cơm nụ cười 1 xin kính chào mọi người. Hôm nay tại bếp cơm nụ cười 1 có phục vụ bà con món mắm chưng, su hào xào tỏi, canh dưa cải nấu thịt bằm và chuối trắng miệng. Mỗi ngày tại quán đều có các tình nguyện viên hỗ trợ cùng nhân viên hoàn thành buổi nấu. Không khí trong quán luôn nhộn nhịp và rộn ràng. Hôm nay quán cũng chuẩn bị 600 phần cơm, trong đó là 100 phần luôn dành cho các bé ở mái ấm La San, phường Tân Hưng, quận 7. Chúc các em luôn chăm ngoan, học tập tốt và có một tương lai sáng lạ. Hôm nay quán cũng nhận được sự ủng hộ của chú Tùng là 1 triệu đồng, của một vị khách ẩn danh là 20.000 đồng, của chị Hương là 1 triệu đồng. Và hôm nay đặc biệt có sự góp mặt của YouTuber Ánh Cua. Hôm nay bạn trao tặng cho quán là 1.200 bánh. Thế là hôm nay bà con ngoài ăn tại chỗ còn có quà mang về nữa. Chúng tôi xin thay mặt bà con cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm đã luôn luôn đồng hành và chia sẻ với quán, với bà con. Chúc bà con ngon miệng và hẹn gặp lại vào bữa trưa ngày mai. Xin cảm ơn đã theo dõi chúng tôi.